Tân Ánh Ngọc Ánh kính chào toàn thể các bác nhá. Thì số bên em chuyên cung cấp đồ chơi công nghệ, đồ chơi PCB và loa bẫy chim, quần áo ngụy trang nhé, quần áo ngụy trang và vật tư ngành nuôi ong cho các bác. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác là cái mẫu quần áo vải bò nhé, quần áo vải bò, quần áo bắt ong rừng nhé, mẫu cao cấp nhất trên thị trường hiện nay nhé. Thì mời các bác đón xem chi tiết nhé, thì em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá luôn cho các bác nhé. Thì đây nhé các bác nhé, thì đây nhá, đây thì tổng thể là cái bộ quần áo bắt ong bằng vải bò cao cấp nhất trên thị trường hiện nay nhá, cao cấp nhất luôn, không bộ nào mà có thể vượt qua được cái bộ này nhá. Đấy, các bác có thể thấy nhá, ủng cao su màu đen, ủng dạng ngắn nhá, đây nhá, đấy nhá, găng tay cao su màu cam nhá. Đấy các bác, em quay một phần tổng quát hết cho các bác luôn nhá, về phần ủng nhá, đây nhá, về phần đầu này đây em sẽ giới thiệu luôn. Đây nhá, phần tai này, hai bên mình mang tai có hai ô thoáng gió nhá. Rồi, thì đây em sẽ trước tiên em sẽ đi từ phần đầu trước nhá, ở phần đầu. Đây thì trước mặt nó là có hai lớp nhá các bác nhá, thì cứ như này là ở phần lớp này là có một lớp lưới mica nhá, một lớp lưới mica trong suốt thì để các bác quan sát các bác nhìn nhá. Thì rất là dày dặn luôn, riêng tấm lưới mica này ong không bao giờ chích xuyên qua được nhá. Đấy nhá các bác có thể thấy nhá. À, ở dưới nữa là một có cái lớp lưới nhá, có một lớp lưới thì này, có gọi là hai lớp lưới nhá, thì nó sẽ cách nhau qua một đoạn dây chão nhá, một đoạn dây chão đây, thì để là nó ô thở cho mình nhá, làm ô thở cho mình, ô thoáng cho mình luôn. Đấy, thì để đảm bảo con ong nó không chích xuyên được qua nhá, không chích xuyên được qua thì nó sẽ cách nhau bằng một đoạn dây chão này. Và các bác yên tâm là ong không bao giờ chích xuyên qua được. Thì còn phần lưới mica này nhá, thì là khi các bác dùng giúp nó trong suốt, kể các bác ong nó đái lên trên phần mặt này thì nó cũng không thể tới vào được cái mắt của mình nhá. Đây thì các bác cái bộ này thì cực kỳ là an tâm. Ở phần hai bên tai của nó cũng là đều có hai ô thoáng như này nhá. Thì bộ này là bộ cải tiến 2021 nhá. Bộ cải tiến bộ cao cấp nhất hiện nay nhá các bác nhá. Đấy, hai bên tai này được. Đây các bác thì nhìn cái đường chỉ của nó nhá. Rất là chắc chắn luôn, không phải suy nghĩ cả, không phải bận tâm về cái đường chỉ nhiều nhá. Đây, hai bên tai nhá các bác nhá. Đều có ô thoáng luôn nhá. Thì ở phần khóa nhá, thì ở phần khóa của nó nhá. Ở phần khóa của nó đây thì là nó luôn luôn sẽ là hai lớp khóa nhá các bác nhá. Hai lớp khóa đây. Một lớp khóa dán, một lớp khóa kéo nhá. Một lớp khóa ra, một lớp khóa kéo này. Khóa này thì bảo to là rất là chắc chắn rồi, khóa này thì không bao giờ sợ hỏng luôn các bác nhá, không bao giờ sợ hỏng luôn nhá. Đấy thì lớp hai lớp khóa này thì để nó đảm bảo hơn cho mình khi con ong nó không thể đốt qua được cái đường khóa này nhá các bác nhá. Đấy thì ở phần tay này, ở phần tay nhá, thì nó sẽ là găng tay cao su nhá. Đây, găng tay cao su màu cam. Nói chung là các bác bắt ong đất nhá, thì về phần găng tay thì găng tay cao su thì nói chung là rất là bền nhá, các bác trèo cây thoải mái nhá, trèo cây. Thì ở phần tay này là, ở phần găng tay này là nó có những cái vân này để khi bác ôm cây nhá thì nó không bị trơn nhá. Đấy, hai phần tay nhá, không bị trơn. Nói chung là các bác khi các bác muốn an toàn thêm thì các bác lên đeo cho mình một đôi găng tay cao su rửa bát nữa mỏng ở đằng bên trong thôi, thì để nó tăng lên cái độ an toàn cho mình khi các bác bắt ong đất nhá, ong bầu trời, ong bạc trắng nhá. Đấy, bởi vì những con ong đấy là cái ngòi độc nó rất là dài nhá, thì các bác nên trang bị thêm một cái đôi găng tay rửa bát nữa là ok nhá. Thì bộ này là vô cùng chắc chắn, vô cùng an toàn nhá, an toàn nhất luôn. Với cái chất liệu bằng vải bò như này thì các bác ôm cây bác nhá, các bác trèo cây bác trượt xuống thoải mái, không bao giờ sợ rách nhá. Bộ này các bác đánh khoảng tầm 4-5 vụ vô tư, không bao giờ 4-5 năm, dùng xài 4-5 năm vụ thì rất là bền bỉ luôn. Đấy nhá, đối với cái bộ này thì là nó càng ra mồ hôi thì các bác càng mát nhá, bởi vì cái chất vải bò này nó giữ, nó thấm mồ hôi rất là tốt luôn nhá, rất là tốt luôn. Ở phần đằng sau này nó sẽ có một cái túi nhá các bác nhá, ở phần sau đây nó sẽ có một cái túi nhá, một cái túi để các bác đựng đồ nhá. Đấy, có một cái túi nhá, cũng khá là rộng nhá, để các bác đựng đồ, các bác đựng những cái dụng cụ nhỏ, đựng cái kéo gì đấy các bác, khi các bác thao tác các bác để các bác cắt những cái bầu tổ tổ tổ
của nó nhá. Đấy, các bác để vào đây. Nói chung các bác để cái gì cũng được nhá. Túi thì khá là rộng. Thì về phần ủng nhá. Đây, về phần ủng đây. Nhá, về phần ủng thì là luôn luôn bên em sẽ là có ủng cao su. Màu luôn luôn là ủng cao su nhá. Thì cái này các bác ủng là ủng cao su, ủng dẻo dai nhá. Rất là dẻo dai luôn. Thì ủng này nó có cỡ từ 40, 41, 42, 43 cho các bác nhá. 41, 42, 43. Đấy, 42, 43 cho các bác nhá. Đối với bác nào chân to các bác đi ủng 43 nhá. Thì nói chung là về phần ủng này thì các bác cực kỳ yên tâm nhá. Ủng chất ủng rất là đặc biệt, ủng rất là ủng xịn luôn đấy các bác nhá. Đấy, thì đối với các bộ cái bộ như này nhá, thì các bác nào là sẽ dành cho các bác từ chiều cao cân nặng từ 1m55 đến 1m80 nhá, đến 1m80. Còn các bác làm mà nhỡ cỡ quá trên 1m80 thì các bác có thể vui lòng chọn sang cái bộ khác giúp em nhá, hoặc là các bác kiên trì để các bác đặt hàng ở bên em thì để bên em may bộ khác cho các bác. Cái bộ nó rộng rãi hơn, nó cao hơn. Thì khi các bác lưu ý các bác đi làm ong nhá, thì đối với cái bộ này thì các bác càng rộng rãi càng thoải mái thì mình dễ làm việc hơn, và mình tránh được cái tình trạng mà ong nó đợi ong nó đốt nhá. Thì ở những cái phần mà khi các bác quỳ xuống nhá, thì ở phần tay hoặc là phần đầu gối là nó sẽ bị căng ra. Đấy, thì con ong lúc đấy là nó sẽ đốt xuyên ở những cái chỗ đấy nhá. Đấy, thì ở những cái chỗ đấy nhá, thì các bác cứ mặc rộng rãi càng tốt, càng rộng rãi càng tốt nhá. Thì để đảm bảo cho tính an toàn của mình. Rồi, thì mọi thông tin thắc mắc thì các bác cứ liên hệ đến những số điện thoại mà em ghi trên màn hình để gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng nhá. Tư vấn nhiệt tình cho các bác luôn, giúp các bác chọn được những cái mẫu quần áo bắt ong ưng ý nhất nhé, những mẫu quần áo bắt ong an toàn nhất gửi đến các bác và giá hợp lý nhất nhé. Rồi, thì bác nào mà mới truy cập kênh của em thì hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé, thì để bên em lấy động lực ra những cái video clip hay và cập nhật những cái mẫu quần áo bắt ong an toàn nhất gửi đến các bác nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip sau nhé. Rồi, xin chào.